Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành, quận huyện về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Một số hoạt động văn hóa giải trí được tổ chức phù hợp với điều kiện hiện tại, bảo đảm phục vụ nhân dân, khách du lịch đón Tết vui tươi lành mạnh. Theo báo cáo của các sở ban ngành địa phương tại buổi làm việc, công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn thành phố đang được đôn đốc triển khai, đảm bảo các yếu tố về phòng chống dịch COVID-19. Hàng hóa Tết được đảm bảo, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh, thực hiện từ Tết Dương lịch. Việc hỗ trợ quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo. Công an thành phố đang tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trong thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, đặc biệt là công tác giám sát tại sân bay. Ngành y tế thành phố đã chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác điều trị COVID-19, cũng như tổ chức tốt công tác khám, cấp cứu, chăm sóc, chữa trị người bệnh trong dịp Tết. Đánh giá cao công tác chuẩn bị Tết đến thời điểm này trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt cần chú ý đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, có các phương án linh hoạt trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đề nghị là các địa phương, các sở ngành chúng ta tập trung để chuẩn bị cái Tết cho người dân nó tốt nhất. Tính cái tinh thần đó là đảm bảo công tác phòng chống dịch, phải là ưu tiên số 1 vẫn là công tác phòng dịch. Đặc biệt là ngành công an. Hiện nay là tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn là ô nhiễm tiếng ồn rất lớn và làm nhói tai và gây bức xúc. Thế thì cái này thành phố chúng ta đã có văn bản chỉ đạo rồi, đề nghị các xã phường cơ sở đó này cùng với các lực lượng công an là đi nhắc nhở tuyên truyền với nhân dân trong cái dịp Tết này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành quận huyện đặc biệt lưu tâm đến công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo toàn dân có được cái Tết ấm no vui tươi. Phải đảm bảo dứt khoát không để trường hợp nào khó khăn bỏ lại phía sau mà chúng ta không biết. Lỗi này thì thuộc về xã phường và quận huyện. Các đồng chí lưu ý nè, nếu trong quá trình triển khai mà chúng ta phát hiện ra một số cái hộ nào đó mà nó khó khăn thì các đồng chí sử dụng cái huy động tại chỗ. Nếu vượt quá cái nguồn lực của mình thì báo cáo với thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành quận huyện triển khai trang trí một số tuyến đường chính nhằm tăng mỹ quan đô thị, tạo các điểm nhấn phục vụ Tết, có các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết, tổ chức các phiên chợ phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân các xã miền núi, công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.